Kính chào quý khán giả, mời quý vị theo dõi bản tin cập nhật đầu giờ các tin tức thời sự trong nước. Thưa quý vị, chiều qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã tặng quà học bổng của các nhà tài trợ cho 300 cháu ở làng trẻ SOS, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở thành phố Điện Biên Phủ, huyện Điện Biên. Bày tỏ xúc động được tham dự chương trình, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tinh thần lắng nghe trẻ em bằng trái tim và bảo vệ trẻ em bằng hành động, với sự chân thành, hành động cụ thể. Đánh giá cao các nhà tài trợ đã tặng các món quà ý nghĩa cho các em, trong đó có những chiếc xe đạp giúp đường đến trường của các em gần hơn. Thủ tướng nhấn mạnh trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là mối quan tâm lớn của xã hội và là tương lai của đất nước. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành và triển khai nhiều chính sách, chương trình, đề án về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Các cấp, các ngành, các địa phương đã tích cực thực hiện cùng sự vào cuộc của các tổ chức xã hội, đoàn thể và người dân, các nhà hảo tâm. Nhờ đó, công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe và giáo dục cho trẻ em đã đạt nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Công tác bảo vệ trẻ em có sự chuyển biến rõ rệt, tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp tăng hàng năm. Công tác chăm sóc sức khỏe trẻ em được thực hiện đồng bộ, hiệu quả. 100% trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Đặc biệt trong đại dịch COVID-19 vừa qua, trẻ em là đối tượng được ưu tiên tiêm vaccine. Giáo dục trẻ em đạt được những kết quả quan trọng, tỷ lệ trẻ em đi học đúng tuổi các cấp không ngừng tăng lên. Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB trong dự báo mới nhất về kinh tế Việt Nam đã dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong năm nay là 6,5%, năm sau là 6,8% nhờ ba đột phá chính là quyết tâm giải ngân đầu tư công của chính phủ, việc chuyển hướng chính sách tiền tệ và chính sách thúc đẩy tiêu dùng nội địa. Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam cho biết dân số Việt Nam sẽ sớm đạt 100 triệu người và dấu mốc này sẽ đưa Việt Nam trở thành quốc gia đông dân thứ 15 trên thế giới. Việt Nam có thể tận dụng các lợi thế từ cơ cấu dân số để thúc đẩy phát triển kinh tế, thu hút đầu tư nước ngoài. Theo đó, dân số đông đồng nghĩa với thị trường tiêu dùng nội địa lớn, nguồn lao động có tay nghề cao sẵn có và điểm đến hấp dẫn với đầu tư nước ngoài. Việt Nam có thể tận dụng nguồn nhân khẩu học thuận lợi ít nhất là trong hơn 20 năm nữa để thúc đẩy tăng trưởng trong dài hạn. Việt Nam cần tiếp tục thúc đẩy giáo dục đại học, đào tạo nghề, tận dụng lực lượng lao động lớn để thúc đẩy năng suất kinh tế nhằm nâng tầm kinh tế trong chuỗi giá trị toàn cầu. Tổng cục thuế cho biết tổng thu ngân sách nhà nước tháng 3 2023 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 106.500 tỷ đồng, đạt 7,8% so với dự toán pháp lệnh, bằng 82,5% so với cùng kỳ. Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 5.500 tỷ đồng, bằng 13,1% so với dự toán. Thu nội địa ước đạt 101.000 tỷ đồng, bằng 7,6% so với dự toán pháp lệnh. Lũy kế tổng thu ngân sách nhà nước quý 1 năm 2023 do cơ quan thuế quản lý ước đạt gần 427.000 tỷ đồng, bằng 31,1% so với dự toán pháp lệnh, bằng 104,6% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa ước đạt trên 411.400 tỷ đồng, bằng 30,9% dự toán, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2022. Theo kế hoạch tuyển sinh đại học năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thời gian thí sinh đăng ký điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển hệ thống của Bộ bắt đầu từ ngày 10 tháng 7 đến 17 giờ ngày 30 tháng 7. Như vậy, thí sinh sẽ có 3 tuần để đăng ký điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần trên hệ thống tuyển sinh của Bộ, năm ngoái là 30 ngày. Theo quy định, thí sinh phải sử dụng tài khoản cá nhân thực hiện đăng ký nguyện vọng xét tuyển trực tuyến trên hệ thống. Trong quá trình đăng ký, cần phải thực hiện đúng, đủ, hết quy trình đăng ký xét tuyển. Nếu bỏ dở quy trình, hệ thống sẽ không cập nhật và không nhận thông tin đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng của thí sinh. Riêng thí sinh thuộc diện hưởng chính sách ưu tiên phải phối hợp với các điểm tiếp nhận hồ sơ, rà soát thông tin khu vực và đối tượng ưu tiên nếu có. Chỉ trong 3 tháng đầu năm nay, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM tiếp nhận 172 ca bệnh áp xe gan do sán lá gan lớn. 117 ca bệnh đến khám tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM trong 3 tháng qua đến từ 24 tỉnh thành khác nhau, trong đó ca bệnh tại TP.HCM chiếm 25%. Tất cả ca bệnh đều có thói quen ăn rau sống. Bên cạnh điều chỉnh thói quen ăn chín uống sôi, theo các bác sĩ, bệnh sán lá gan có thể điều trị hiệu quả nếu phát hiện sớm. Vì thế, ngay khi có triệu chứng đau bụng ở bẹ sườn bên phải, sốt, mệt mỏi, biếng ăn, sụt cân, buồn nôn kéo dài, người dân nên đến ngay cơ sở y tế để thăm khám và chẩn đoán. Mỗi loại run sán đều có thuốc điều trị khác nhau. Người bệnh không nên tự ý mua thuốc về dùng vì thuốc trên thị trường hiện nay không có tác dụng với sán lá gan lớn. Bản tin cập nhật đầu giờ xin phép được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.